Có đi thăm anh Luật gì không? Con mày đi luôn. Ừ, về ghé thăm bà Châu luôn. Sao phải đi thăm cậu ta? Ông nói gì kỳ vậy? Sao kỳ? Thì bây giờ hồi đó không biết, bây giờ biết coi như là người quen người thân rồi. Hơn nữa cậu ta bị bất tỉnh thôi, nằm hôn mê lâu lắm rồi. Vô thăm có làm sao không? Ai bất tỉnh như nước thì bà có đi thăm anh chân rồi. Ăn không con? Ừ, con ăn ba trái rồi, ngon. Khải ăn không con? Dạ thôi con không ăn. Nào không ăn tao. Cái gì vậy? Trời đất ơi. Ngon quá mà Lâm ơi. Ê nó tỉnh rồi kìa. Nó ăn táo luôn trời. Trời ơi. Nó tỉnh rồi bây giờ làm sao? Kêu bác sĩ coi, kêu bác sĩ. Trời ơi. Cô. Tỉnh rồi. Ông Luật ông tỉnh rồi. Vậy hả? Đó, tỉnh rồi. Ờ, nếu vậy thì để tôi báo bác sĩ điều trị nha. Báo đi. Ờ. Tỉnh rồi. Anh khỏe nhiều rồi. Mà không biết sao sáng ngủ dậy muốn đi đâu đó chơi quá à. Nè, hay mình đi đâu đó ra ngoài chơi đi hả? Được không em? Anh muốn đi đâu? Anh biết chỗ nào dã ngoại được không? Em không có biết chỗ nào hết á. Ờ, hay mình đi Đại Nam đi. Trong đó có nhiều trò chơi lắm nha. À, thích quá. Em chưa đi công viên Đại Nam bao giờ. Để em chuẩn bị đồ đem đi nha. Ừ, vậy anh xuống mượn xe của ba rồi anh qua đón em nha. Minh ơi. Dạ. Hôm nay con học bài ở nhà mình hay bên nhà Long vậy con? Dạ, con tính học bài ở nhà mình đó mà. À, Mẫn. Dạ. Hôm nay con có làm gì không? Con không làm gì mà. Vậy thôi, con đừng vô phòng nha, để anh con học bài. Sao vậy mẹ? Anh học đâu liên quan gì tới con đâu mà. Con đâu có làm gì đâu. Thì vô phòng làm gì, anh con ngày mai thi rồi để vô tập trung đi. Nè, em nói nhường phòng cho anh Minh học. Để thi cử tới rồi, nghe chưa? Cãi lời ông, biết tay ông. Vậy bây giờ con biến khỏi cái nhà này là được đúng không? Ê! Nói với ông nội vậy hả? Đi gục, ăn đi! Mà. Ừ? Cứ đi thăm anh Luật gì không? Con mày đi luôn. Ừ, về ghé thăm bà Châu luôn. Sao phải đi thăm cậu ta? Ông nói gì kỳ vậy? Sao kỳ? Thì bây giờ hồi đó không biết, bây giờ biết coi như là người quen người thân rồi. Hơn nữa cậu ta bị bất tỉnh thôi, nằm hôn mê lâu lắm rồi. Vô thăm có làm sao không? Ai bất tỉnh như nước thì bà có đi thăm anh chân rồi. Nè, hôm trước bà đã từng đi thăm cái người mà hám của giết người là bà Tám Gai. Rồi bữa nay bà lại đi thăm cái cậu này nữa. Bà rảnh quá ha. Thì rảnh mới đi. Thân thế của tên Đỗ Nguyễn Thành đã bị bại lộ khi thông tin Thành bị tình nghi giết chết Trương Thị Gai được công bố rộng rãi. Vậy còn Luật thám tử thì sao? Thưa sếp, có vẻ như tên Luật đã nắm được manh mối quan trọng liên quan đến Thành, cho nên đã bị đánh trọng thương và hiện đang nằm ở bệnh viện. Sau khi Luật bị hành hung, Đỗ Nguyễn Thành đã đưa vợ và con gái đi trốn. Hãy bám sát Luật và tìm kiếm gia đình Đỗ Nguyễn Thành khẩn cấp cho tôi. Sự việc này càng để lâu càng bất lợi, sẽ có nhiều người thiệt hại. Chúng ta phải hết sức tập trung để phá chuyên án này. Rõ. Ủa? Ba ơi, con xin phép ba con về bên ngoại một chút xíu nha. Tại vì bà ngoại của Minh á bị chặt chân rồi. Vậy à? Dạ. Thôi con về đi. Dạ, dạ. Ủa, mà đi hết rồi, không ai giữ nhà hả con? Dạ, có Minh nhà đó ba. Hả? Vậy con đi nha ba. Minh nó lo học bài không chứ có giữ nhà cái gì. Trời đất ơi, đi hết trơn hết trọi. Sao tự nhiên bạn bỏ đi mà không nói tiếng nào hết vậy Yumi? Bạn đang ở đâu vậy Yumi?
có ai theo dõi không? Không có cái gì khả nghi hết. Về tới Sài Gòn xem rung quá hả? Ba, bây giờ mình đi đâu hả ba? Ừ. Ba, con biết hết tất cả rồi. Gói hàng đó là của ba. Im! Sao con... Tại sao ba không báo công an đi? Con điên hả? Khai báo làm sao? Ba đang giữ gói hàng đó nhưng chưa có giao được vì đường dây nó bị bại lộ. Mà bây giờ ba trả lại cho người ta cũng không được vì người ta không có tin ba. Họ cho giết ba đi diệt khẩu. Bây giờ con kêu khai báo công an để làm sao? Nhưng mà ba không làm nữa thì ba nhận gói hàng đó làm gì? Nhưng bây giờ khai báo với công an chỉ thêm rắc rối cho ba thôi, con hiểu không? Vậy bây giờ mình phải làm gì? Người ta đang nghi ngờ ba kìa. Con im đi, không có chuyện của con. Ăn không con? Ừ, con ăn ba trái rồi, ngon. Khải ăn không con? Dạ thôi, con không ăn. Ngon không ăn tao. Cái gì vậy? Trời đất ơi. Ngon quá mà Năm ơi. Ê, nó tỉnh rồi kìa. Nó ăn táo luôn kìa. Trời ơi, nó tỉnh rồi bây giờ làm sao? Kêu bác sĩ coi, kêu bác sĩ. Trời ơi. Cô. Tỉnh rồi. Ông Luật ông tỉnh rồi. Vậy hả? Đó, tỉnh rồi. Ờ, nếu vậy thì để tôi báo bác sĩ điều trị nha. Bà báo đi. Ờ. Tỉnh rồi. Phải chi hồi đó đầu thú khai thiệt với công an thì bây giờ đâu cực khổ như vậy. Vậy sao hồi trước bà không nói đi, bây giờ bà than. Con ăn nói cho đàng hoàng coi vô đi. Hai cha con sao vậy? Thôi đi. À, sao mình không nhờ cha thám tử ta? Mà trời đất ơi, bây giờ chả đang nằm trong bệnh viện sao mà nhờ đây? Phải chi bây giờ có ai đó vô dẫn cho người ta thám tử thì đỡ biết mấy.